Rồi, Chi Cô Gái chào toàn thể quý anh em đam mê nha. Hôm nay mình mới bắt cặp non ăn cứng ra, mình sẽ quay cho anh em tham khảo nha. Dòng Malaysia nha anh em. Cặp này là con bố nó là chiêu gù, chiêu gù 100% luôn. Con mẹ là thúc gù. Còn nó thì nữa chắc cũng có chiêu gù nha anh em. Tại vì mấy dòng này mình cũng có nuôi qua rồi biết chiêu gù, nhưng mà chiêu gù ít, không có nhiều nha. Nên khi mình chia cho anh em mình cũng lấy giá thúc gù nha anh em. Rồi cận cảnh này trống cho anh em xem. Chia mình nó tầm 1 tháng 10 ngày rồi, ăn rất là mạnh, rất là cứng. Gửi anh em có ở xa gửi thì cũng an tâm, không có sợ cái vấn đề gì hết. Còn này con máy đi. Một cặp này là bố dòng thổ, mẹ nó cũng dòng thổ pha nha anh em. Một cặp này là bố chiêu gù, con mẹ nó thúc gù. Hàng này là bố mẹ là hàng nhập nha anh em. Hàng nhập hay là còn gọi anh em khác gọi là F1 á, chứ không phải là chim nhánh cản ra. Mình là mình gọi cho dễ hiểu là chim nhập, còn nhiều anh em thì gọi F1 gì đó. Này mới bắt ra mình đợi chim cứng rồi, bố mẹ nó đẻ rồi mình mới bắt ra. Chim rất là cứng, bắt ra đây thì cũng ăn uống rồi cũng mạnh nè. Thì quay lên cho anh em tham khảo, anh em nào quan tâm tin tưởng trại thì alo số điện thoại trên màn hình, mình cũng sẽ tư vấn thêm và đưa clip cha clip mẹ cho anh em xem. Còn anh em nào không thích thì coi xem vui cũng được nha anh em, chứ mình cũng không có ép anh em gì cả. Cặp này rất là đẹp chim, trống nó nhìn mặt rất là sắc. Thì lúc gài á, chim non cũng ít đó anh em, tại vì nói chung là phần mình cản là do nó không đạt chết chim, rồi do anh em bắt nhiều nên chim con cũng không còn nhiều. Nay mình quay cặp này quay cho anh em xem, anh em bắt rồi chứ nhiều khi kiếm cặp thứ hai cũng không có nha. Tại bữa giờ anh em lấy cũng nhiều rồi đó, là chim của mình cũng nuôi cũng ra thì nó cũng không có đạt hết nha. Tình trạng chim lẻ rồi hư chết con mình lâm hết nha. Bố này đã chơi rất là dữ mình. Thì quay vậy thôi, chứ anh em nào mà quan tâm thì cứ alo số điện thoại trên màn hình, mình gửi clip chim bố chim mẹ cho anh em xem đàng hoàng, đúng chim chuẩn chim, là dòng chim nhập nha, chim nhập hay là gọi chim F1 á, mình đừng nói chim nhập cho anh em nghe dễ phân biệt khi F1, F2, F3 nhiều anh em không biết mà công. Cái này là mấy cặp anh của nó cũng có chiêu rù rồi nha anh em, chiêu rù nhưng mà chiêu rù khoảng ít đó nè, nên mình cũng tính cho anh em bán cho anh em là bán giá thuốc rù luôn. Thì hình thức bên em bán là mình sẽ bảo thành cho anh em là chuẩn chim Malay, không có lai chim Thái hay chim gì cả, chuẩn chim Malay. Thứ nhất, thứ hai nữa mình sẽ bảo hành cho anh em là một trống một mái nha. Nếu như ra hai mái anh em cứ báo với mình sẽ tặng lại anh em một cặp khác. Đó, mình bao á, bao 2 triệu đó. Cặp này á, là mình muốn nghe Zalo với anh em giá là 2,5 triệu. Anh em nào có quan tâm á, thì alo số điện thoại trên màn hình. Cái cặp này mình báo với anh em vậy thôi, chứ mình biết nó nữa lớn là nó có chiêu gù chắc cú anh em, không ít thì nhiều à, tại con bố nó chiêu gù nhiều lắm mà con mẹ nó thúc gù. Quay cho anh em xem. Chị mình nó hơn 1 tháng rồi. Rồi mình cũng cảm ơn anh em đã xem clip nha. Anh em xem nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh Vy Cô Gái nha.
Rồi, xin chào tạm biệt quý anh em nha.